Thưa quý vị và các bạn, sau khi người dân chặn đường vào bãi rác Khánh Sơn trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng đã tồn lưu lên đến 1.200 tấn rác, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay ngày 8 tháng 7, đường vào bãi rác Khánh Sơn Đà Nẵng đã được thông suốt và xe chở rác ùn ứ gần 2 ngày nay tại Đà Nẵng đã được vận chuyển vào bãi. Trước đó, trong thời gian từ 15 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2019, mặc dù đã được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các sở ngành chức năng cùng chính quyền địa phương tổ chức tiếp và đối thoại, thế nhưng một số người dân đã có hành vi cản trở, ngăn chặn trái phép và không cho các phương tiện vận chuyển rác vào bãi rác Khánh Sơn. Việc ngăn chặn này đã khiến phát sinh lượng rác tồn lưu tại các khu dân cư trên địa bàn Đà Nẵng lên đến 1.200 tấn, gây ảnh hưởng đến môi trường và khả năng làm phát sinh các loại dịch bệnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay. Được biết, bãi rác Khánh Sơn Đà Nẵng dự kiến sẽ bị quá tải vào tháng 9 năm 2019 tới đây.